Đấy, xin chào quý vị và các bạn. Đấy, hôm trước em có đăng video thì em mua cái bếp ga Paroma nội địa này ở bên Nhật này, thì em mua với giá khoảng hơn 200 nghìn Việt Nam đồng. Và cái bếp này là bếp dùng cho ga ngầm, nghĩa là ga thành phố. Nhưng mà cái ga của nhà em đây thì lại là ga bình propan, thì quý vị có thể thấy được cái ngọn lửa lên rất là đỏ. Đấy. Bên này vậy. Đấy, ngọn lửa lên rất là to nhưng mà nó lại đỏ. Thì chúng ta sẽ xử lý cái lỗi khi dùng cái bếp ga Palom, dùng bếp thành phố cho bếp và ga ga bình và ngược lại, vì áp áp lực của ga và thành phố và ga bình nó sẽ là khác nhau. Một cái đi đường dẫn, một cái là ngầm từ trạm ga thành phố đến, một cái là trong bình ra, thì áp lực ga sẽ khác nhau. Và cái bếp bên Nhật người ta sẽ làm riêng ga thành phố riêng và ga bình riêng. Đấy, rất là tiện lợi. Tuy nhiên có cái hạn chế là ví dụ khi mình đổi đến một cái nhà khác, chuyển đến một nhà khác nó không dùng ga ngầm thì lại phải dùng ga thành phố, thì nó lại có những cái bất cập như cái hiện tại em đang có đây. Đấy, bếp đang mua người ta thì em sẽ tháo ra và xử lý cái lỗi này. Thì cái mỗi cái bếp ga Nhật thì nó có bốn cái ốc vít ở hai bên này, hai bên hông có cả hai cái, và bên trên này có hai ốc nữa quý vị. Em nó tháo sáu cái ốc đây, từ nhấc nó lên thôi, rất là đơn giản, ai có thể làm được. Đây là cái bếp của em, thì bên trong thì dù em mua chỉ với 200 nghìn thôi, nhưng bên trong nội thất vẫn còn rất là đẹp, nguyên siêu. Các con ốc vẫn còn vết đánh dấu mực các thứ đấy, vẫn còn nguyên lành nha quý vị nhé, rất là đẹp. Bây giờ thì em sẽ tháo một con vít này, nhấc cái đầu này ra và chỉnh cái đầu ga ra này. Đây thì ở đây nó có hai con vít, một hai, ở đây có hai con, ba bốn. Sau khi tháo bốn con vít này ra thì ta sẽ nhấc cái đầu này lên thôi, nhấc luôn cả cái cụm này lên được. Đấy, đây là cái cảm biến, cảm biến khi mình đặt cái nồi trên đây thì sẽ là có chức năng cảm biến, khi mà quá nhiệt quá lửa gì thì nó sẽ tự động tắt. Bây giờ sẽ tháo cái đầu này ra, thì một số cái nó có ốc, nó có cái lỗ đấy thì chọc cái tô vít vào để bạn ra được, nhưng mà cái này thì không có, thì nó sẽ lấy kim hoặc có lấy một lết tháo nó ra. Đây, sau khi cái kim lết phát thì nó xả cái đầu này ra thôi. Đây thì nó có một cái đầu núm như vậy, đầu vặn vào, một đầu núm chia ga ra cho nó, ga nó sẽ đi vào cái ống dẫn ga lên đây. Thì ga nó ra to quá thì mình sẽ chọc cho nó một chút để cho nó bé lại. Lại thì mình có thể đầu dùng cái đầu sắt nhọn hoặc là một cái đầu tuốc vít hoặc cái đầu gì mình có thể dùng để chọc vào. Em sẽ lấy cái đầu này, em sẽ gõ nó một cái. Đây quý vị, thì hiện tại thì em cũng không có đồ lắm ấy, nên em lấy cái đầu tuốc vít này, nó to hơn, đây có mấy cái cạnh loại tuốc vít nhưng mà cái này thì nó to hơn cái lỗ của cái vòi ga này, nên em sẽ để vào đây và dùng cái kìm đập lên vài cái. Đấy thì em sẽ gõ lên đây vài cái cho nó cái lỗ này nó bé lại một chút, thì cái ga nó sẽ ra bé hơn một chút, thì nó sẽ tránh cái trường tình trạng ga ra nhiều quá. Thì em sẽ gõ vài cái để thử cho quý vị anh chị của chú cùng xem. Đây, thì em sẽ kê đây và đánh cho nó vài nhát. Nền gỗ này nó hơi hơi ồn một chút nên là em sẽ đưa ra ngoài nền xi măng để em gọi. Và em sẽ lắp thử vào cho quý vị anh chị cô chú cùng xem là sau khi gõ vài phát thì cái lửa nó có gì khác biệt so với cái lúc trước không. Vặn vào và lắp cái này vào, tránh có hai cái hai cái chốt kia cho nó luồn đây vào. Rồi, em sẽ thử cho này không. Khóa ga đây, em sẽ bật thử đây, quý vị có thể thấy lửa nó xanh hơn chưa, một chút rồi chưa, và ga bên này em chưa chỉnh nhá, thì bên này sẽ đỏ hơn, bên này xanh hơn, nó sẽ đều hơn. Đấy, tắt cái này đi, gõ thêm một chút nữa thì nó sẽ đều hơn. Khóa ga an toàn.
Đấy, sau khi em đã gõ thêm vài phát thì cái ga của em nó đã lên đều và xanh như này rồi. Đấy, tuy nhiên nó vẫn hơi vẫn còn đỏ một chút tại vì cái đồ không 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 được chuẩn lắm nên là nó cái lỗ không được đều lắm ấy, quý vị. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là khác so với cái lửa bên lúc đầu chưa chỉnh cho được không quý vị. Bên này lửa nó lên ga quá nhiều, nó đỏ, bên này lửa rất là xanh. Đấy. Thì đây là một cách chỉnh rất là đơn giản và khi mà mua về Việt Nam thì tất cả thợ Việt Nam đều phải chỉnh như vậy để có thể phù hợp với cái ga bình ở Việt Nam. Ga bình thì áp áp lực ga nó sẽ khác so với cái ga thành phố, ga ngầm, ga thành phố. Đấy thì đấy là một cách chỉnh rất đơn giản mà có thể ai cũng thể làm được tại nhà. Đấy thì chia sẻ quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo vậy. Thì rất chân thành cảm ơn quý vị anh chị cô chú đã theo dõi ủng hộ và tin tưởng thời gian qua. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.